Cô thử ngửi con một câu này đi, có can được không? Tôi dám cái với cô là con này đã đông lạnh từ rất lâu, chứ không phải thực đơn tươi sống như nhà hàng đã đưa ra. Dạ, em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Mời ông chủ ra đây. Dạ. Dạ em xin lỗi, ông chủ không có ở đây à? Có gì em đem đồ ăn vô trong bếp kêu làm lại cho anh à? Mang vào rồi lại mang ra, tôi đâu có ngu. Dạ. Anh yên tâm, anh ngồi đó đi, rồi em đem vô bếp kêu chỉnh sửa lại theo ý của anh, rồi em đem ra cho anh nha. Nè, tôi nói cho cô biết, thứ nhất á là cô mời em chủ quán ra đây, thứ hai á là tôi không thanh toán tiền bạc này đâu đó. Dạ. Có chuyện gì vậy hả Thanh? Anh này. Anh này là làm sao? Cô thử ăn miếng bồ câu này đi, rồi biết mùi vị nó như thế nào. Dạ. Sao rồi? Dạ, em đã ăn thử món ăn này rồi. Dạ, anh có thể nói cho em biết là món ăn này có vấn đề gì không ạ? Đây là thức ăn đông lạnh, chứ không phải tươi sống. Dạ, ngoài ra còn gì nữa không hả anh? Bề ngoài á thì thấy vàng, nhưng bên trong còn rất đỏ. Dạ, vậy là hết rồi đúng không anh? Với hai điều anh nói á, thì em xin phép được giải thích. Về vấn đề thứ nhất thì em xin khẳng định là thực phẩm của nhà hàng em đều là đồ tươi sống. Tất cả hải sản và các món gia cầm đều được nhốt và nuôi ở một khu vực riêng. Nếu như mà anh có nhu cầu thì em có thể dẫn anh đi tham quan, hoặc là có thể mời bất kỳ thực khách nào trong nhà hàng đi xuống dưới bếp để kiểm tra. Còn vấn đề thứ hai mà anh nói là ở bên ngoài món ăn giòn và vàng là lý do gì nhà hàng của tụi em sử dụng phương pháp nướng quay trên lửa than hồng nên bề ngoài da rất vàng và giòn. Do áp dụng kỹ thuật nướng giữ nguyên dinh dưỡng để giữ hương vị bên trong. Nếu như mà phải quay giòn nguyên con á, thì thịt nó sẽ sơ sát và dinh dưỡng sẽ không còn nữa. Nhưng mà nếu như mà anh muốn ăn theo khẩu vị của mình thì anh có thể dặn tụi em. Lỗi của nhân viên phục vụ á, là chưa hỏi thực khách phải dùng thức ăn như thế nào. Mai mốt á, em nhớ là để tránh tình trạng này em phải hỏi trước khách để thực khách không có những phản hồi không tốt về nhà hàng của mình. Dạ, em xin phép anh. Được rồi. Cầm đi. Dạ. Cầm đi. Hôm qua anh Thịnh đã chứng kiến và rất hài lòng về cách xử lý tình huống khó của em trong buổi phục vụ, nên ban lãnh đạo quyết định thưởng nóng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Em nghĩ sao khi ban lãnh đạo quyết định bổ nhiệm em làm tổ trưởng tổ phục vụ khu vực VIP 2? Dạ. Dạ thôi, em không làm được đâu. Hay là anh chọn người nào có khả năng và trình độ hơn em đi. Hôm qua anh đã thấy từ đầu đến cuối em xử lý tình huống đó, anh nghĩ là em đủ khả năng. Anh Thịnh đã nói như vậy á thì em cứ làm đi, có khó khăn á thì ban lãnh đạo sẽ giúp đỡ cho em. Dạ nếu vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì các anh giúp đỡ và chỉ dạy giùm em nha. Dạ em xin phép. Em thích phong cách và cá tính cô ấy. Cô ta nói một lèo, không để thực khách phản ứng. Mà thực ra những gì cô bé ấy xử lý thì em thấy đều hợp lý lắm. Nhà hàng chỉ cần 4 nhân viên như vậy rất đỡ để phục vụ khách hàng. Dạ em nghĩ là sẽ có những buổi phụ đạo cho nhân viên. Em cứ làm những gì mà thấy phù hợp với công việc. Kỹ năng và thái độ phục vụ của nhân viên nằm trong tay của em, em toàn quyền quyết định. Dạ. Dạ, em giúp được gì cho chị ạ? Em cũng không biết nữa, chị để em coi chút xíu nha. Dạ, mời chị vô đây xem ạ. Có nhiều món mới về. Hãy
Mẹ, gì vậy em? À, dạ xin lỗi cô, con lộn. À, cô ơi, cô có lấy cái áo này không vậy? À, không, nếu em thích á thì em cứ lấy đi. Dạ con cảm ơn cô. Ừ, không có gì đâu. Tôi thông báo với các bạn, hôm nay cô Nguyễn Thị Nguyệt chính thức là tổ trưởng phục vụ của khu vực 2. Và các bạn ở bên khu vực 2, các bộ phận liên quan phải chịu trách nhiệm với tổ trưởng của mình. Và cô Nguyệt sẽ là người chịu trách nhiệm với ban lãnh đạo của nhà hàng. Dạ. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không á thì cho một tràng pháo tay để biểu dương đi. Em cảm ơn mọi người. Ban lãnh đạo giao việc vậy á, em có áp lực gì không? Dạ em nói thiệt với anh á là thật ra em thấy mình chưa đủ năng lực để đảm nhận công việc mới đâu. Còn chị Liên á thì khác, em thấy chị vừa có kinh nghiệm nè mà vừa cứng cáp nữa. Hay là anh suy nghĩ lại đi. Em yên tâm đi, ban lãnh đạo đã quyết định thì em đừng có thay đổi. Cố gắng mà làm việc, đây là cơ hội tiến thân của em đó. Có gì khó khăn thì em cứ nói với anh sẽ giúp đỡ. Anh tin em sẽ làm được mà. Dạ. Mẹ nó, nhìn cái mặt kênh kiều của nó, thấy mà bực mình. Đã vậy á, còn yêu cầu tụi em á nhuộm lại tóc nữa chứ. Em phải xin xuống làm khu vực của chị thôi. Con điên đó, nó nghĩ mình là ai chứ? Thật ra, việc nhuộm tóc á là quy định của nhà hàng, chứ không phải là của con Nguyệt. Nhưng công bằng mà nói, để con Nguyệt lên làm quản lý thì hơi quá. Nhất lại là đứa chưa có kinh nghiệm, miệng còn hơi sữa mà lại quản lý tụi mình. Bởi vậy tao mới tức. Tao phải nghĩ ra cách gì đó để cho nó một bài học mới được. Hay là đón đường đánh nó đi chị. Như vậy là ác lắm. Tao không cần. Tao phải làm cho nó nhục nhã trước mặt mọi người, rồi nó sẽ tự động xin từ chức. Có cần phải vậy không chị? Ai chứ con đó thì cần. Ngay từ đầu em đã biết con đó là trung tâm gây rắc rối rồi. Từ từ để tao nghĩ. Quên, hôm nay em phải về sớm, không có nhậu nữa đâu. Chị cứ nghĩ cách đi nha. Có gì hú em một tiếng, em sẽ hành động cho. Cho em hùng tiền với. Để đó đi, bữa nay tao mời. Vậy thôi, mình cùng ly đi. Vô tụi bay. Chúc mừng mình chung lý tưởng. Vô. Rồi mày sẽ biết, đừng trách biển xanh sao lại mặn với tao. Dạ xong rồi nè chị. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh, vậy là bây giờ mình có số điện thoại liên lạc rồi hen. Chị Nguyệt à, điện thoại không đơn thuần là thiết bị liên lạc, mà nó chính là một thiết bị lưu trữ và tất cả mọi thứ nằm trong đây đó. Không hiểu. Em chán chị quá à, em nói khô cả nước miếng luôn mà chị vẫn không hiểu hả? Này nha, chị nghe em nói nè, khi mà mua điện thoại rồi á, có gì khách nào mà chị thấy có tiềm năng thì chủ động xin số điện thoại người ta. Thỉnh thoảng chị không thấy người ta vào nhà hàng thì alo cho người ta. Nhưng mỗi khi chị thấy hết giờ làm việc á mà chị rảnh á thì chị có thể alo cho người ta đi cà phê. Trời, dĩ nhiên á, chẳng ai để phụ nữ trả tiền đâu, chị đừng có lo. Làm sao á để tạo mối quan hệ thật là thân thiết thì chị mới có nhiều cơ hội. Chị nghĩ là mua điện thoại chỉ để gọi cho gia đình thôi chứ. Ai mà không nghĩ vậy. Nhưng mà thực chất điện thoại có nhiều công dụng thú vị hơn. Em lanh quá à. À mà chị, em thấy hôm bữa tới giờ có một số người đang để ý tới chị, vậy chị lên làm quản lý đó. Trời, có chuyện đó như vậy thiệt sao? Chị đâu có làm gì người ta đâu mà người ta để ý chị. Nè, em có số điện thoại không? Em đưa cho chị nói chuyện người ta cho ra lẽ luôn. Thôi, em xin chị đó.
Ê, thôi bây giờ hai chị em mình đi kiếm cái gì ngon ngon ăn để rửa điện thoại đi ha. Đi liền. Em biết chỗ này bán trái cây dĩa ngon lắm. Mình đi nha. Rồi, hôm nay để chị thao nha. Đi. Alo. Alo, dì Tư hả? Con bé Nguyệt nè dì Tư. Ủa, Nguyệt đó hả? Dạ. Giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Con khỏe không? Lúc này con làm gì? Con ở đâu? Dạ con khỏe lắm dì. Lúc này á hả, con làm phục vụ ở một nhà hàng cao cấp. Lương cũng cao lắm dì ơi. Bữa nào rảnh á, con sẽ dắt dì Tư qua nhà hàng con làm mà ăn nha. Thôi, vô đó mắc lắm. Khi nào rảnh á, ghé thăm Tư được rồi. Dạ. Vậy thôi Tư ha. Ừ. Con gọi để hỏi thăm sức khỏe của dì Tư thôi à. Ừ. À, dì Tư. À? Hay là dì lưu số điện thoại này đi. Số điện thoại này của con đó. Trời ơi, điện thoại bàn mà sao lưu vô được. Ờ ha. Nhưng mà dì Tư nè, dì phải mua điện thoại di động đi đó. Dì Tư biết không, điện thoại di động á không đơn thuần là liên lạc đâu, mà bao gồm cả cơ hội luôn á. Gì? Con nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Ờ, con cũng không hiểu con nói gì nữa. Vậy thôi Tư ha. Con gọi để hỏi thăm sức khỏe thôi à. Khi nào con rảnh á, con ghé thăm dì Tư nha. Ừ, con cũng giữ sức khỏe nghe không? Dạ, dì Tư ngủ ngon nha. Nhớ thăm Tư nha. Dạ, con chào dì Tư. Rồi. Thì em sắp xếp gọn nha. Tối nay có hai tiệc VIP đó. Cẩn thận. Ê Quang. Nguyệt, lại đây. Kha. Dạ. Hôm nay là em Nguyệt tham gia phục vụ đoàn khách này. Khách VIP. Cho nên em phải phục vụ cẩn thận. Em biết rồi. Bên kia kìa. Dạ. Anh Kha. Dạ. Anh có nhiệm vụ là ghi thực đơn bổ sung. Còn toàn bộ nhân viên phải cố gắng phục vụ cho thật là tốt. Hôm nay có hai tiệc song hành, cho nên là phải cẩn thận, không để xảy ra chuyện gì. Dạ em hiểu rồi. Thôi, tất cả mọi người làm việc đi. Dạ. Dạ. Sắp có màn kịch xảy ra cho mày coi rồi nè. Mày cứ chờ đi. Vô. 1, 2, 3. Vô. Cảm ơn anh chị em, xin mời. Em gấp đá đi. Ở đây ăn cũng được của anh ha. Món này em được chị. Dạ ngon lắm anh. Mày lấy bột cho tao chưa? Dạ rồi. Đây này chị, chị nhớ cẩn thận đó nha. Đừng có để cho ai biết đó là mệt lắm đó. Chị để chừng nữa bà thôi là cay xé lưỡi rồi. Mà nó không biết ăn ớt đâu. Mày yên tâm đi, tao tự biết cách mà. Mày vô trỏng làm việc đi. Nhớ, đừng để ai chú ý nha. Để đó tao giải quyết. Anh kêu thêm món gì nữa không anh? Ừ, thì tùy em thôi. Mình kêu món mực xào chua ngọt không cay đi. Em ơi. Dạ. Kêu thêm một dĩa mực xào chua ngọt nào? Không cay nha. Ngon không? Dạ. Giờ anh không biết ăn cay đâu. Nhớ đừng làm cay nghe em. Dạ em biết rồi, em sẽ ghi chú kỹ mà. Dạ cảm ơn anh. Ờ. Xin mời.
Vô. À, vô. Em ơi. Rồi chú sức khỏe nha. 1, 2, 3 vô nha. Em đem xuống bếp rồi dặn kỹ giùm chị nha. Cảm ơn em. Ủa Đông? Dạ. Em đi báo thực đơn hả? Dạ. À, để chị báo cho. Ở trên đó khách đông, em lên đó phụ Nguyệt đi. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, công việc kinh doanh cũng được rồi. Còn riêng anh chị thì sao? Nè, ủa, đồ ăn đâu rồi? Dạ, chị Liên kêu em lên đây làm phụ với chị. Lát chị đem lên sẵn. Này, Dương, mày mang lên đó đi. Nhớ, cẩn thận đó. Ừ. Để tao coi, mày còn dám giỡn mặt với tao nữa không? Vô. Dạ, xin mời các anh chị. Dạ. Giúp tất cả vui vẻ nha. Mọi người đi nha. Anh chị ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ, xin mời Dung ạ. Anh em nhớ ăn cho hết nha. Dạ, chúc anh chị ngon miệng. Buồn lắm đó nha. Cảm ơn em. Dùng thử đi. Được bà. Rồi em, cảm ơn. Anh em. Tôi giặt cày quá. Sao, sao vậy em? Chị à, có chuyện gì vậy chị? Dạ. Cô kìa, cô nếm thử đi. Hồi nãy dặn không bỏ ớt rồi, sao cô bỏ ớt dữ vậy? Chị không có ăn cay sao em làm cay quá vậy? Vậy sao mà ăn? Kể từ ngày mai tôi không tới đây nữa. Dạ, dạ em hồi nãy em có ghi chú rõ ràng mà. Em xin lỗi. Tôi không cần biết. Nguyệt, qua đây. Dạ. Dạ anh, thực đơn hồi nãy em... Bắt đầu từ ngày mai cô nghỉ việc. Thay mặt nhà hàng, tôi xin lỗi tất cả quý vị. Tôi sẽ cho các em đổi món khác, mong quý vị thông cảm. Khi làm việc gì đó, chúng ta phải tập trung và toàn tâm toàn ý với nó. Sự việc hôm qua của cô Nguyệt á là một bài học cho tất cả các bạn. Quyền lợi của khách hàng phải được đặt lên hàng đầu. Tất cả những điều này á, tôi đã nói với các bạn biết bao nhiêu lần rồi. Trong tuần này tôi nghiêm khắc phê bình toàn bộ khu vực 2. Và sự việc này không loại trừ anh Kha. Bản thân anh là tổng quản lý của nhà hàng. Với bề dày kinh nghiệm như vậy, anh phải chịu tất cả những yếu tố và xử lý những tình huống đó. Vậy dạ. Tại sao anh lại để xảy ra? Tôi cũng nghiêm túc phê bình đầu bếp. Vì khi thực khách đã gọi món ăn, họ đã ghi chú trong sở thích, thì tại sao lại để xảy ra chuyện này? Dạ thưa anh, nếu mà lý do từ phía nhà bếp thì chúng tôi xin ghi nhận và kỷ luật cá nhân. Khi chúng tôi nhận được phiếu thực đơn từ cô Nguyệt chuyển xuống thì chúng tôi đã làm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Hôm qua chúng tôi đặt khu vực VIP là điểm nóng. Vì vậy không thể có bất cứ một lý do nào mà chúng tôi lại để xảy ra tình trạng như vậy được. Chúng ta đang họp để rút kinh nghiệm. Và nếu như không tổ nào đứng lên chịu trách nhiệm chính, chúng tôi buộc lòng sử dụng biện pháp mạnh. Cho dù nhà hàng phát triển trong thời gian ngắn, chúng tôi đã nói với các bạn, lợi ích của các bạn là tỷ lệ thuận với lợi ích của nhà hàng, mà các bạn đã làm xấu đi hình ảnh của nhà hàng. Vậy theo các bạn, chúng tôi phải xử lý thế nào đây? Em đồng ý với cách xử lý của anh. Nhưng bây giờ mình mổ xẻ vấn đề để rút ra kinh nghiệm. Cá nhân em cũng muốn tất cả các bộ phận phải nhìn vào sự thật. Nếu như tờ phiếu cô Nguyệt đã ghi rõ,
Chú thích của khách hàng không ăn ớt. Khi mà đầu bếp nhận được á, thì trách nhiệm không còn là của cô Nguyệt nữa, mà là do của tổ bếp. Cô Nguyệt chỉ là phục vụ, còn bếp mới là chế biến thức ăn. Anh Kha nói như vậy có nghĩa là anh đã khẳng định lỗi của chúng tôi rồi. Tôi chỉ nói sự thật. Tôi cần các bạn bình tĩnh. Chúng ta đang họp để tìm và rút kinh nghiệm. Dạ, em xin phép nói được không ạ? Em có làm ở khu vực VIP không? Dạ, em không làm khu vực VIP, nhưng em biết hết tất cả mọi chuyện. Có chuyện gì em nói rõ đi. Dạ, trong nhà hàng của mình có một sự cạnh tranh không lành mạnh đang ngấm ngầm xảy ra ở đây. Và sự việc ngày hôm qua của chị Nguyệt á, là có người hãm hại. Ai? Em nói rõ ra đi. Từ những ngày đầu tiên chị Nguyệt làm quản lý, đã bị một số nhân viên trong nhà hàng ganh ghét vì chị ấy luôn được sự ưu ái của ban lãnh đạo, và tiền tiếp lúc nào cũng cao hơn mọi người. Em nói rõ hơn được không? Dạ, ngày hôm qua chính mắt em đã nhìn thấy chị Liên và một số người khác đã chuẩn bị một bịch ớt bột để trộn vào đồ ăn của thực khách để hãm hại chị Nguyệt. Mày nói láo, có bằng chứng đâu mà mày nói là tao làm. Đây là cuộc họp, phần ngôn ngữ chợ búa đó không phù hợp với văn hóa của nhà hàng. Dạ thưa anh, hôm qua chị Nguyệt có đưa phiếu ăn cho em đem xuống bếp mà chị Liên cứ giành lấy, nói là mang xuống giùm. Và cũng chính chị ấy là người chuyển đồ ăn lên cho em. Ngay lập tức tôi yêu cầu anh Kha đưa ra quyết định thôi việc cho toàn bộ các nhân viên liên quan tới việc hôm qua, trừ toàn bộ lương và thưởng của tháng này vì lý do thành phần này đã làm xấu đi bộ mặt của nhà hàng và làm tổn hại đến danh dự của người khác. Tôi tuyên bố cuộc họp chấm dứt tại đây. Chúng ta phải thẳng tay loại trừ những phần tử xấu ra khỏi tập thể này. Em gọi Thanh và gặp anh chút xíu. Dạ. Thanh, cảm ơn em nhiều. Thôi, về bếp. Chị ơi, đừng có buồn nữa mà chị. Nhất định ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Dạ em chào anh. Mời em ngồi. Cảm ơn em đã dũng cảm đứng lên nói toàn bộ sự việc của Nguyệt. Thật lòng là ngay từ đầu anh đánh giá rất cao về tinh thần làm việc và thái độ của Nguyệt. Và khi xảy ra chuyện đó, chính bản thân anh cũng rất bất ngờ. Vì vậy, anh có một quyết định rất nông nổi. Bây giờ, sự thật đã phơi bày. Anh rất vui vì Nguyệt không phải là nhân viên cá biệt. Rất mong em gửi lời đến Nguyệt là anh xin lỗi. Và mong cô ấy làm việc trở lại. Em không dám chắc là chị Nguyệt có quay về hay không. Nhưng em sẽ cố gắng tìm chị ấy và chuyển lời giùm. Cảm ơn em. Nếu mà em có gặp Nguyệt á, em chuyển lời giùm là nhà hàng tha thiết mời cô ấy trở lại làm việc. Dạ thưa anh, anh tính sao về những nhân viên liên quan tới Liên anh? Tôi nghĩ là chúng ta phải nghiêm khắc cho họ nghỉ việc để làm gương cho người khác. Dạ. Em, khi nào em sẽ chuyển lời giúp anh được? Dạ, hôm nay em sẽ đi tìm chị ấy. Em hôm nay cho người làm thế Thanh để Thanh đi kiếm Nguyệt. Dạ. Hôm nay Thanh có thể nghỉ. Để đi tìm Nguyệt, anh sẽ cho người làm thay Thanh. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Em xin phép à. Cậu ở lại nhà hàng để trông coi. Chút nữa tôi đi công việc chút xíu. Dạ, ủa, mà anh có cần xe không? Để em kêu tài xế. Hôm nay tôi muốn đi xe máy cho thoải mái. Mấy hôm nay nhiều việc quá, suốt ngày nhậu nhẹt. Ở trong phòng này người yếu ớt lắm. Dạ. Dạ thôi, em xin phép anh, em ra ngoài làm.
Bữa nay tao cho con đó một bài học. Chị tính sao? Hay là để tụi em giải quyết nó luôn cho? Cũng tại là cái thằng chó kia, chưa ai hỏi gì thì nó đã đứng lên nói cái chuyện đưa phiếu cho tao mang đồ ăn ra rồi. Nó sợ bị khui ra nó là người kiểm phiếu chứ sao? Nhưng nó là thằng hèn, không làm chỗ này thì làm ở chỗ khác, việc quá gì phải sợ nó như vậy. Công bằng mà nói, nhà hàng đó cũng trả lương cao, mà lượng khách VIP cũng nhiều nữa, đương nhiên tụi nó phải sợ rồi. Mày sợ hả? Mày sợ thì mày giờ đó mày năn nỉ người ta để được đi làm lại đi. Tao đã nói rồi, tao ghét nhất là những đứa nào hèn. Nói thì nói vậy thôi, nhưng em cũng chung số phận với chị rồi đó. Mà nói thiệt nha, em mà gặp con Thanh á em cũng đánh, chứ không riêng gì chị đâu. Mấy chị muốn gì vậy hả? Muốn gì hả? Tao muốn dạy cho mày một bài học, để mày biết cách câm miệng lại. Nè, dừng lại, mấy cô làm gì vậy? Đi tụi bay. Đi chạy lên. Nhanh lên tụi bay. Em có sao không Thanh? Em có sao không? Em không sao. Em có sao không? Dạ em không sao, được rồi anh. Em thấy là sao? Dạ không sao ạ. Em cảm thấy em có muốn đi vào bệnh viện không? Dạ em cảm ơn. Anh sẽ đưa em về. Em đi từ từ thôi. Em đi trước đi, anh theo sau. Dạ. Mới về hả con? Dạ chào cô. May quá, cô chờ con nãy giờ á. Có chuyện gì không cô? Cô qua đây á, báo với con á là hết tháng này cô lấy phòng lại. Nhỏ cháu của cô á, ở dưới quê, nó lên đây nó ở đi học. Con thông cảm, con tìm chỗ khác ở giùm cô ha. Dạ thưa cô. Bạn trai hả? Trời bạn trai giàu, giấu kỹ ghê ha. Trời hôm nay cô mới biết đó. Thôi cô đi về nha, chúc hai đứa hạnh phúc ha. Em không mời anh vào nhà. Không lẽ anh đưa em về đến đây mà không mời anh vào nhà sao? Dạ em mời anh vào uống nước. Ủa em sống có một mình à? Dạ lúc trước thì em sống với anh trai, mà anh trai lấy vợ nên về quê rồi. Bây giờ em ở một mình. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Ủa đây là hình của gia đình em à? Dạ đúng rồi, gia đình em. Ngại quá. Dạ em không có ghế ngồi, anh ngồi đỡ giùm em. Em tay em có còn đau không?
Dạ không sao. Ủa, mà trước kia em làm việc ở đâu vậy? Em làm nhiều việc lắm anh. Em làm siêu thị, rồi em làm ở nhà hàng, shop thời trang nữa. Việc gì làm ra tiền thì em làm thôi. Làm như vậy thu nhập có đủ chi tiêu không? Dạ. Có nhiều thì em xài nhiều, ít thì em xài ít. Em còn phải gửi tiền dự qua cho mẹ để trả tiền góp cho ngân hàng nữa. Ở đâu cũng có khó khăn của nó thôi anh à. Mình phải tự biết hòa nhập với cuộc sống thôi. Em nói cũng đúng. Nhưng liệu mình có lường trước được những cám dỗ đó hay không? Em không biết. Có lẽ công việc và mối quan hệ của em chưa có phức tạp. Em thấy cuộc sống của em bây giờ là bình an rồi. Bình an quá cho nên tay chân mới xây xác vậy nè. Chuyện này là ngoài ý muốn mà, đâu phải do em đâu. Anh nói giỡn, đùa với em chút xíu thôi. Thôi, anh về nha, em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào thấy khỏe thì cứ liên lạc với Nguyệt. Dạ. Thôi, anh về. Dạ, em cảm ơn anh. Nguyệt ơi, chị Nguyệt ơi, ra liền. Ủa, Thanh, trời, sao mà biết nhà chị hai vậy nè? Mấy bữa chị nói chị ở trong khu này nè, em tìm chị quá trời luôn. Ngồi xuống đi. Trời, ủa, nè, Thanh, em bị sao vậy? Trời, đau không? Để chị coi. Đây là hậu quả của việc em tố cáo kẻ hại chị đó. Hả? Em nói sao? Tụi nó đánh em dữ vậy đó hả? Ừ. May mà anh Thịnh chạy xe ngang qua đó. Nếu không em bị đánh te tua luôn rồi. Khổ thân em thiệt. Nhưng mà ai đánh em vậy? Chính là Liên đó chị. Chị có linh cảm mà không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy. Ngày hôm sau xảy ra chuyện, nhà hàng họp rút kinh nghiệm, liền bị đuổi ngay lập tức luôn. Anh Thịnh với anh Sang gửi lời xin lỗi chị. Các anh ấy nói kêu em đi tìm chị, rồi năn nỉ chị đi làm lại cho quán. Chị thấy buồn cho những chuyện xảy ra quá à. Thôi, Thanh, hôm nay ở lại đây ăn cơm với chị luôn đi ha. Dạ. Vậy em ở đây ngồi chơi nha. Chị chạy ra chợ mua ít đồ ăn rồi về nấu cơm hai chị em mình ăn ha. Thôi, mắc công lắm chị. Em ăn mì gói là được rồi. Mì gói thì có, nhưng mà ai lại để cho em ăn mì gói? Khách tới nhà thì phải đãi cái gì ngon ngon chứ. Em nói thiệt đó, em thèm mì gói quá trời luôn rồi. Em thèm mì gói lâu lắm luôn rồi đó. Em thèm mì gói với rau nè. Nhỏ này. Ê, vậy chị chạy qua quán bên này nè. Chị mua xong chị quay về liền nha. Wow, hấp dẫn quá à. Em phải ăn mới được. Nè, rau nữa nè. Qua đây, qua đây.
ngon quá. Ngon thì ăn nhiều vô nha. Chị, chị thuê nhà lâu chưa chị? Thuê cũng được mấy tháng rồi. Vậy hả? Có mắc không? 1 triệu một tháng, bao điện, nước thì mình phải tự trả. Tính ra chắc khoảng tầm cỡ 1,1 triệu một tháng á. Nhưng mắc mà quá trời. Em thấy cũng được. Khu vực này mà 1 triệu em thấy được rồi. Ở đây á được cái an ninh mà môi trường cũng tốt nữa, sạch sẽ nữa. Xung quanh đây toàn là sinh viên không à, vui lắm. Ở khu này không biết có còn cho thuê phòng không chị? Em cũng đang tìm nhà để thuê nè. Em phải trả nhà rồi. Thiệt không vậy? Không ấy em mướn nhà chung với chị đi ở cho nó vui. Tội tình gì phải mướn thêm một căn nữa cho nó tốn kém chứ. Thiệt hả chị? Mà chị thấy nha, từ đây qua nhà hàng cũng gần lắm. Em đạp xe chút xíu là tới à. Vậy là chị đồng ý làm lại rồi đúng không? Không đâu, chị quyết định rồi, chị không có đi làm lại đâu. Tại sao vậy chị? Mấy anh ấy muốn chị quay về mà. Ai cũng tốt với chị hết á. Chỉ có điều chị đã quyết định đi rồi, chị không có quay lại đâu. Tính chị nó như vậy á. Vậy chị tính sao? Ê nè, chị đọc báo á, chị thấy người ta tuyển nhân viên tiếp thị. Chị tính á là sẽ thử trong dịp Tết coi sao. Tiếp thị? Mà tiếp thị mặt hàng gì vậy chị? Đi tiếp thị bia đó. Hẳn bia này cũng nổi tiếng lắm nha. Chị nghĩ hả? Doanh số bán hàng cũng ổn đó. Nhưng mà ở đó còn tuyển người không chị? Còn. Hết tuần này á mới hết hạn. Chi vậy? Vậy em xin việc ở đó để làm chung với chị luôn ha. Trời, thôi đâu cần vậy đâu. Em cứ đi làm ở nhà hàng bình thường đi, rồi tối tối về hai chị em mình gặp nhau ha. Không, em thích làm chung với chị à. Thiệt hả? Ừ. Thôi ăn đi rồi tính. Em quên nói chuyện với chị, nợ hết rồi. Em có nói chuyện với chủ nhà chưa? Cô ấy kêu em chuyển nhà mà. Lát thế nào cô ấy cũng qua lấy chìa khóa phòng à. Mà thiệt tình á, em ở có một mình à, mà đồ quá trời luôn á. Hồi trước á, lúc mà chị dọn đi á, chị có một tủ quần áo à, thêm cái bếp ga, cái son, cái nồi nữa là đủ rồi đó. Lúc trước em sống với anh trai của em, sau này anh ấy lấy vợ rồi về quê, đồ đạc để lại cho em hết. Mà hôm trước em nói quê của em ở đâu vậy? Quê em ở Tây Ninh, gần núi Bà Đen á. Ủa, ê, có phải là ở chỗ đó người ta thờ đạo một mắt phải không vậy? Chị cũng biết đạo Cao Đài nữa hả? Thật ra thì biết, nhưng mà có bao giờ chị có dịp tới đó đâu. Chị nghe người ta nói đạo Cao Đài là thờ một mắt đúng không? Nhà em ở gần đó, cách khu đạo Cao Đài khoảng 10 cây số. Nhưng ít khi tụi em lên đó chơi lắm. Ê, em có bao giờ lên núi Bà Đen chưa? Dạ có. Tụi em leo núi chứ không có đi cáp treo đâu. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa, tụi em thường lên đó làm công quả rồi dọn dẹp giúp sư thầy. Nè, mai mốt mà có dịp á, chị em mình về quê em leo núi ha. Dạ. Mà quê chị ở đâu? Quê chị... thôi dọn đồ đi. Khi nào có dịp á, chị kể em nghe ha. Chị bỏ vô giùm em. Rồi chuyện gì xảy ra nữa?
Em không kể nữa, trời sáng rồi. Nãy giờ quên mất trời sáng luôn. Thôi vậy hai chị em mình đi ăn sáng ha. À đúng rồi, hôm nay chủ nhật rảnh rỗi nè, hai chị em mình đi siêu thị mua ít đồ nha. Chẳng lẽ cuộc sống này khắc nghiệt đến nỗi như vậy sao? Tại sao con người mình lại thay đổi nhanh đến như vậy? Không lẽ đây là mình sao? Tôi có thằng con trai ở dưới quê, nó mới bán miếng đất được 1 tỷ luôn đó. Như vậy là được rồi, miễn sao không thua người ta thôi. Con dâu chị sanh chưa vậy chị? Rồi, con trai vừa mới sanh. Chị thiệt may mắn, chả buồn cho gia đình tôi. Tôi có hai đứa con mà không có đứa nào nên thân hết á. Đứa con gái á thì quen nhầm thằng Sở Khanh, làm cho có bầu rồi bỏ trốn mất tiêu rồi. Có phải thằng đi SH không vậy? Nhìn mặt mũi nó đàng hoàng á, vậy mà chuyện nó ra kìa. Ủa, cô này là ai? Sao thấy lạ vậy? Mới tới hả? Dạ, em chào mấy chị, em mới dọn tới đây sống ạ. Ê bà, con nhỏ này á coi vậy á mà quen toàn là mấy thằng giang hồ đầu gấu không à bà. Tụi nó quậy ồn ào cả đêm, làm tôi có ngủ được gì đâu. Cái mặt đẹp vậy mà quen toàn là bọn giang hồ không à? Thôi, mình đi đi. Mà nghe nói nó còn làm ca que nữa đó nha. Vậy hả? Thôi mà Thanh.